Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho các em ở cái phần lý thuyết ở cái bài 23, đó chính là hydrochlorua, acid chloric và muối chlorua. Thôi nào, thì chúng ta đã nắm được và nhận biết được về tính chất vật lý cũng như là tính chất hóa học, cũng như là cái phần cuối cùng là chính là chúng ta nhận biết được các cái ion của chlorua bằng cách là chúng ta sẽ cho bạc nitrat vào và xuất hiện cái tủa màu trắng, đúng chưa? Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái phần bài tập, được chưa nào? Trong này có 7 bài, nếu như mà thầy làm và cái lượng thời gian á mà nó đủ thì thầy sẽ quay hết 7 bài luôn nhé các em nhé. Mà nếu như dài quá thì thầy sẽ chia ra để mà giúp cho chúng ta học cho nó thoải mái. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần 1, bài 1 nhé. Và đây là phần trắc nghiệm nhé. Trắc nghiệm mình thầy sẽ làm theo tự luận để chúng giúp cho chúng ta chọn cái kết quả nào. Rồi, thầy sẽ cho 20g hỗn hợp bột sắt và magie. Ở đây thì tóm tắt cái đề bài là 20g bột sắt, magie và sắt ở đây. Tác dụng với HC là dư. Thì sinh ra ở đây là 1g khí hydro. Khối lượng của muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Cái bài này, bây giờ chúng ta viết phương trình này, magie cộng HCl, ở đây là magie clorua này cộng hydro, ở đây là hai này, sắt cộng HCl ở đây cũng tạo thành là sắt clorua cộng hydro ở đây hai. Như vậy thì ở đây là bao nhiêu gam? 20 gam này. Cái bài này có nhiều cách giải lắm em. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ giải theo hệ phương trình. Ở đây x mol, đây y mol, một phương trình theo anh này, một phương trình theo số mol hydro này. Cách thứ hai là chúng ta áp dụng vào định lực bảo toàn khối lượng nha. Thầy sẽ áp dụng cách thứ hai cho nó nhanh anh em ha. Như vậy ở đây các em thấy này, ở đây là 1 gam. Như vậy thì ở đây thầy sẽ tính cái gì các em? Cái số mol của hydro sẽ bằng 1 chia cho 2 thì bằng 0,5 mol. Thì các em thấy là anh đây tỷ lệ này 1 2 1 2 1, chứng tỏ ở đây á là 0,5 mol. Thì chứng tỏ ở đây bao nhiêu mol này? Các em, ở đây có phải gấp 2, nghĩa là lấy 2 nhân cho 0,5 mol thì nghĩa đây là cái anh HCl này là 1 mol, 0,5 nhân cho 2 là bằng 1 mol. Có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, suy ra cái số mol của HCl chung luôn em là bằng 2 nhân 0,5 là bằng 1 mol. Có đúng chưa nào? Từ đây thầy suy ra cái khối lượng của HCl sẽ bằng 1 nhân cho 36,5 sẽ bằng 36,5 gam. Như vậy theo định luật bảo toàn khối lượng thì chúng ta có là khối lượng của kim loại này cộng khối lượng của HCl này sẽ bằng khối lượng của muối clorua này cộng cho khối lượng của hydro. Có được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có là theo cái định luật, bài có nhiều cách giải em, định luật bảo toàn. Cái định luật này chúng ta được học ở lớp 8 nha. Định luật bảo toàn khối lượng, chúng ta có ở đây chúng ta làm tổng luôn này, khối lượng của kim loại này, tại vì Kl này cộng khối lượng của acid chloride này sẽ bằng nhá khối lượng của muối này. Tại vì mục đích của mình là tính khối lượng của muối clorua đây cộng khối lượng của hydro. Như vậy ở đây chúng ta suy ra khối lượng của muối có phải bằng 2 này trừ cho khối lượng hydro nè sẽ bằng khối lượng của kim loại cộng khối lượng của HCl trừ cho khối lượng của hydro. Như vậy khối lượng của muối, khối lượng kim loại chúng ta là bằng 20 cộng ở đây là 36,5 trừ anh đây là 1 gam. Như vậy khối lượng của muối của chúng ta ở đây là bằng gì? Ở đây là bao nhiêu gam? 50 mấy? 56,5 trừ cho 1 thì bằng 55,5 gam. Như vậy kết quả chúng ta ở đây là khối lượng ta là bằng 55,5 gam. Cái đáp án nào có cái này thì chúng ta chọn. Như vậy thì ở đây, đây câu C kia, có được chưa? Cái cách làm này, bây giờ các em không thích làm cách này, ở đây thầy cách 1 này, thầy hướng dẫn này, ở đây thầy gọi đây là x, cách 2 này, y này, x thì ở đây là sẽ là x, và đây sẽ là y, và đây sẽ là x, và đây sẽ là y, có được chưa nào? Thầy đang cách 1 này, cách 1 các em xem trước,
Cách này thì thầy nghĩ nó dễ hiểu hơn và làm nó đơn giản ha, được chưa? Giờ em có cách hai này em. Ở đây là ít mol, ở đây là y mol, thì cái phương trình thứ nhất này là đó chính là theo tổng khối lượng của hai kim loại này, nghĩa là hai mươi. Xin lỗi em, giao thầy có điện thoại nha. Như vậy một phương trình thứ nhất là theo khối lượng hai kim loại này, một phương trình thứ hai là theo số mol của hydro. Như vậy ở đây các em thấy là 24x này, magie 24 nó cộng 56y thì bằng 20, phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai chúng ta có x cộng y thì bằng 0,5 mol. Như vậy thì ở đây các em thấy này, cách hai này. Gọi x hay y là cái số mol tương ứng của magie và của sắt. Như vậy thì ở đây thầy làm nhanh thôi em. 24x này cộng 56y sẽ bằng 20 này, và ở đây x cộng y theo số mol huy hydro là bằng 0,5 mol. Ở đây tới đây chúng ta bấm phương trình rồi, bấm cái máy tính làm luôn để cho em thấy luôn. Dù gặp cái trường hợp này chúng ta có thể giải theo cái bất kỳ cái cách nào cũng được. Ở đây là 24 này, cái việc bấm máy tính thì chúng ta đã biết rồi đó, 1 1 0.5. Khi mà chúng ta ra đúng thì nó ra số mol này chẳng là em này, y cũng là 0,25 mol đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có này hai muối đây, thì chúng ta thấy là cái khối lượng của muối này thì bằng khối lượng của MgCl2 cộng khối lượng của FeCl2, làm thử nó ra đúng cái số 55,5 không nhá. Ở đây 0,25, ở đây các em thấy là 24 cộng cho 71 đúng không nào? 95 này. Cũng 0,25, 56 cộng cho 71 127. Đây nhân nè em. Khối lượng của muối như vậy thì chúng ta thấy là 127 cộng cho 95 bằng nhân cho 0,25. Đó. Thấy chưa? Làm cách nào nó cũng ra như thế nha em nhé. Ok. Rồi, cách 2 rất là nhanh, đơn giản. Những cái bạn nào mất kiến thức cơ bản thì cũng sẽ muốn áp dụng cách nào thì cũng được. Ok. Chúng ta đi sang bài số 3, à 2 nhé, bài số 2. Đây là bài số 2 nha. Nêu những tính chất vật lý của khí hydro clorua. Như vậy thì ở đây các em đã được học rồi. Ở cái tính chất vật lý của hydro clorua là gì nè? Tính chất vật lý của khí hydro clorua là gì nè? Thứ nhất là những cái này chúng ta phải thuộc em nhé, chất khí như nè, không màu này, đúng chưa? Mùi sốc này, nặng hơn như em, không khí do nhà thầy có khách đột xuất em. Tan nhiều trong nước và tạo thành cái dung dịch gì em, tạo thành cái dung dịch acid chloride. Ta đi câu số 3 nhé. Ta đi sang bài số 3. Có các cái chất sâu axit sulfuric đặc là H2S4 đặc này, nước này, kali clorua rắn, KCl rắn này. Hãy viết cái phương trình hóa học của các phản ứng để điều chế khí hydrochlorua, nghĩa là ở đây chúng ta điều chế cái khí HCl. Ok, chúng ta giải này. Bài này thầy sẽ trình bày cho em hai cách nha. Cách 1, đối với thầy á, khi thầy biết cái cách nào á, thì thầy truyền đạt hết nha, thầy không có giấu. Ở đây không phải thầy dạy thêm để mà câu kéo để chúng ta dạy thêm, mà ở đây thầy dạy bằng cái tâm của người thầy ở trên online thôi. Còn các em muốn tìm hiểu thêm nữa thì chúng ta có thể đi học thêm nhé. Cách 1 chúng ta sẽ cho H2S4 nè, tác dụng với gì? Tác dụng với cái gì em? Kali clorua, và chúng ta đun nóng cho nhé.
đun nóng. Như vậy thì cái phản ứng xảy ra ở đây là axit sulfuric cộng với KCl. Thế nào? Ở đây nhiệt độ là 400 độ C các em nhé. Thế nào? Thì tạo thành K2SO4 cộng với gì? HCl, thì chúng ta thu được cái khí hydrochlorua. Phản ứng này chưa cân bằng thì ở đây chúng ta hai này. Đây hai. Ok. Cái cách 2 mà thầy muốn trình bày của cho các em đó chính là chúng ta sẽ hòa tan KCl vào đâu? Vào nước được cái dung dịch bão hòa. Sau đó chúng ta sẽ điện phân cái dung dịch KCl bão hòa này. Điện phân cái dung dịch KCl bão hòa với các điện cực trơ. Được chưa nào? Đó, có màng ngăn. Có màng ngăn. Thu được clo và hydro. Sau đó chúng ta tổng hợp HCl từ hydro và clo. Được chưa nào? Như vậy thì chúng ta có cái phản ứng như này. KCl cộng ở đây với nước. Được chưa nào? Ở đây chúng ta là điện phân em nhé, điện phân để tạo thành là KOH cộng với hydro và cộng với clo khí bay lên. Được chưa nào? Đây chúng ta cân bằng là hai đây hai và đây hai đủ nè. Khi đó chúng ta cho hydro clo này dùng để tạo thành HCl hydro cloro. Đó có hai cách như thế. Được chưa nào? Ok. Chúng ta trong clip này chúng ta sẽ đi sang một bài nữa, đó chính là cái bài số 4 em nhé. Bài số 4. Ta đi sang bài số 4 em. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học của axit chlorhydric để làm thí dụ. Câu A. Đó là những phản ứng oxy hữu khử, thì cái này chúng ta đã có cái phản ứng ở trong sách giáo khoa rồi nha. Các em còn nhớ cái câu cái phản ứng đó nè. Cái phản ứng oxy hóa khử có sự tham gia HCl là các em sẽ cho tác dụng cái gì? Mangan oxit đúng không? Để tạo thành là gì? MnClNH cộng clo và cộng cho nước. Cái hệ số ở đây chúng ta còn nhớ nè. Như vậy ở đây là 4 này và đến chỗ nước này là 2 này. Ok. Câu B, đó không phải là phản ứng oxy hữu khử thì rất là nhiều các em ha. Ví dụ chúng ta đưa ra phản ứng trung hòa, nghĩa là các em cho axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước. Thế nào? Phản ứng không phải phản ứng oxy hóa khử. Của HCl. Đó chính là gì các em? Chính là HCl cộng với NaOH để tạo thành NaCl cộng với gì? Cộng với nước. Được chưa nào? Đó. Vậy thôi. Trong clip hôm nay thầy hướng dẫn các em tới đây. Còn trong clip sau thầy sẽ quay cho các em ở cái bài 5, 6, 7 các em nhé. Ok. Rồi. Thế đây thì tạm dừng. Cảm ơn em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và gặp lại em trong các clip tiếp theo nhé các em nhé. Ok. Bye bye.